Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giải thích cho tất cả quý vị và các bạn, những anh em mình đam mê về dựng thùng, gióng thùng, là khi những chiếc phân tần mình ghép cho những cái loa to ấy, loa như loa 40, và bây giờ mình ghép xuống cho bass 25 thì có được hay không? Và ngược lại, những cái phân tần mình ghép cho bass 25 mà mình ghép cho bác 40 có được hay không? Thì nhiều anh em có cái thú vui, cái đam mê về dựng thùng, thì nhiều bác lại cũng chưa có kiến thức chuyên sâu, nên thắc mắc hỏi bên em. Thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giải thích cho các bác. Như trước mắt quý vị các bạn, đây là chiếc phân tần SX715 chuyên ghép cho những bát 40 từ 22 con 100 và kèn đại 750. Như vậy khi mình ghép cho con bát 25 như hình đây, JBL25 này, thì có được hay không? Nếu như mình đè ra mình lắp thì cái gì cũng được, nhưng về cơ bản là lắp như thế thì tiếng nó không hay. Khi cái phân tần 715 này người ta làm để quận seal, người ta cản hệ thống seal cản dập mát, họ làm để cho cái tiếng con bát 40 nó tốt nhất cho con bát 40, mà mình này dập để đánh cho lắp vào con bát 25 như này thì nó gây ra tối tiếng. Tại sao nó tối tiếng? Bởi khi cái phân tần này mà nó phải mở to thì nó mới sáng, mà khi mình mở to ở phân tần, ví dụ lên tới hàng 500-600W gì đó, thì chiếc bát này của mình đã bị cháy rồi, vì nó lớn. Khi có phân tần nó lớn, mở lớn thì có phân tần này nó mới giúp cho sáng tiếng được, thì sáng tiếng thì con bát 25 đã chết. Như vậy kết luận, phân tần to không nấp cho loa nhỏ được bởi gây ra tối tiếng. Và đến tiếp theo là khi con phân tần loa FIA như này là mình ghép cho những con bát thông thường là 30 con 76 là hợp nhất, nhưng khi anh em mình ghép cho những con bát từ 22 con 100 thì có được hay không ạ? Cũng không được. Là tại sao ạ? Hệ thống quân seal này họ chỉ làm cho những con bát 30 vì nó không nhiều cái con bảo vệ hay những con dập mát để lắp nèm ra để đánh cho những con bát 40. Mà mình lắp bát 40 thì mình cứ lắp thì nó vẫn cứ nói, nhưng nó thứ nhất, việc đầu tiên là cái tiếng nó mỏng, tiếng nhạc nó rất là mỏng. Và hơn nữa, khi mình mà đánh bát 40 thì cái con khi mở lớn lên thì cái bát nó không sao cả, nhưng cái con bảo vệ của nó tép ấy, ví dụ như con bóng đèn này là nó bị chết, nó bị cháy. Anh em nhìn thấy ở đây họ chỉ có cái bóng đèn này, nó chỉ có là ở đây họ ghi đây là có 24V và 50W. Mà nhiều con chắp kèn anh em biết 750 bát, khi anh bắt 40 mà thì con kèn đi theo bát 40, thông thường nó là kèn 750. Thì khi mình mở to, mình mở to thì cái con bảo vệ này nó bị chết rồi, nó bị cháy. Như vậy em kết luận tiếp tục là phân tần nhỏ mà đánh cho bát lớn thì không được. Cái đầu tiên là tiếng bát mỏng, thứ hai là cái con bảo vệ tép nó bị cháy khi mở lớn. Vậy anh em mình mà dựng thùng thì các bác lên mình ghép là sao cho nó hài hòa, nó đúng nhất. Như các cụ mình có câu là cái nồi nào thì úp cái vung đấy. Ví dụ như bát 40 thì anh em ghép những cái con phân tần lớn thì mình phải ghép cho đúng như này, như thế cho nó hợp lý. Khi mình dựng thùng, nếu các bác mà chưa kiến thức sâu rộng thì anh em nên tham khảo ở những cái kênh bán hàng uy tín, người ta tư vấn cho mình sao cho nó hợp lý nhất. Mình nên chọn những cái nhà bán hàng uy tín, chứ nhiều người bán hàng mới thì cũng chưa có uy tín, để ra cho người ta phối hợp cho mình, phối ghép cho mình nó hợp lý nhất. Vì khi người ta có những cái bản test rất là ngắn thôi thì nó có vài phút thì nó chưa thể chết ngay được, nên mình nghe nó vẫn cứ hay, không thể là để về lâu về dài được. Vì nhiều anh em làm đánh người rời nên tới hàng 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ chứ không phải là ít. Còn đương nhiên thì cái phân tần nhà sản xuất làm ra thì nó vẫn có cái độ cộng trừ tùy loại, ví như có loại cộng trừ 15%, cộng và trừ 15%, có nghĩa là có thể là giảm xuống được mà lên được 15%. Có loại thì cộng trừ 20%, đó là tùy loại phân tần. Và em sẽ dừng ở đây. Mong rằng là em giúp ích cho các bác một chút cái kiến thức về cách chọn phân tần để cho
mình phối ghép với cái dàn karaoke của nhà mình hay nhất, hay những cái do dự của mình hay nhất. Và các bác thấy cái video của em này nó hay, nó có ích, thì anh em hãy cho em xin một đăng ký kênh, một cái like, chia sẻ video. Và cảm ơn các bác. Hoặc anh em có cần tư vấn thêm hoặc mua sản phẩm nào đó, anh em điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 612323. Và xin chào các bác.